Thưa quý vị, sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận được báo cáo kết quả của Hội đồng Tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân khiến 3 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine Verocell tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Kim Việt, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Hội đồng Tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân dẫn đến 3 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine là sốc phản vệ sau tiêm vaccine Verocell phòng COVID-19. Hội đồng đã có kết luận cụ thể, đồng thời đưa ra một số kiến nghị liên quan đến lô vaccine sau khi tiêm cho 400 công nhân tại công ty giày nêu trên. Một là quy trình cấp phát tiếp nhận, bảo quản vận chuyển vaccine phòng COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Nông Cống và điểm tiêm chủng vaccine ở công ty giày trách nhiệm hữu hạn giày Giang Kim Việt, huyện Nông Cống, được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế và chương trình tiêm chủng quốc gia mở rộng. Hai là công tác tiêm chủng mũi 2 Verocell cho người lao động tại công ty được tiến hành khám sàng lọc, tiêm vaccine theo dõi sức khỏe sau khi tiêm tại đúng quy định và hiện chưa phát hiện sai sót chuyên môn. Ba là quá trình tiêm chủng đã có 10 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm, các trường hợp này đều được theo dõi 30 phút tại điểm tiêm chủng. Ngay sau khi phát hiện, họ được cấp cứu, điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế hướng dẫn, chẩn đoán xử trí phản vệ. Từ các điểm nêu trên, Hội đồng Tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân dẫn đến những trường hợp tử vong sau tiêm do sốc phản vệ sau tiêm vaccine Verocell phòng COVID-19. Ngoài ra, Hội đồng cũng đề nghị Bệnh viện Bạch Mai và Viện Dịch tễ Trung ương tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho tỉnh Thanh Hóa, tạm dừng tiêm chủng vaccine lô B2-02113398, đồng thời lấy mẫu vaccine lô này gửi Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sản phẩm để kiểm định. Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ghi nhận trường hợp thứ 3 tử vong sau khi tiêm mũi 2 vaccine ngừa COVID-19 Verocell vào chiều ngày 24 tháng 11. Sau khi 400 công nhân công ty giày Kim Việt được tiêm vaccine Verocell, cơ quan y tế ghi nhận hơn 30 người xuất hiện triệu chứng bất thường, trong đó có 10 người bị nặng được chẩn đoán phản ứng phản vệ. Họ đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, lực lượng phản ứng nhanh, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa sơ cấp cứu tại chỗ, huy động tối đa thuốc và nhân lực để cấp cứu cho các bệnh nhân trước khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.